Shop MobaViet.vn bán đến quần rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể được nhập khẩu được. Hello, chào các bạn nha. Ngày hôm nay MobaViet sẽ chơi Marja hay cùng gói là Marja và Marja xuất hiện trên kênh Mobile MobaViet với một phong cách vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt như nào các bạn cùng theo dõi nha. Và trước hết thì nhớ đừng quên ấn nút này, comment ký tự bất kỳ hoặc là comment ý tưởng anh em muốn MobaViet thực hiện. Giống như ngày hôm nay một bạn yêu cầu một ý tưởng vô cùng thú vị, đó chính là anh Moba ơi, chơi Marja full công một lý đi, chỉ nên duy nhất một đồ xuyên giáp phép và chơi đồ chí mạng nha. Bởi vì các bạn đều biết là cái đam tay của con Marja là gây sát thương phép, và đam tay phụ thuộc vào công vật lý, công đi vật lý càng cao thì đam tay càng cao. Vậy thì cái chí mạng sát thương phép nó to thế nào thì cùng hôm nay cùng trải nghiệm với MobaViet, không chơi đồ thủ, chỉ chơi đồ chôn. Ok, đồ gì cũng chơi được thôi, quan trọng là chơi thế nào. Mặc dù là hơi khó nhưng mà vẫn thực hiện được nha. Cái đồ phụ trợ mình sẽ nên đồ cái hỏa, nghĩa là đồ tăng công vật lý. Đó. Đánh thường đam phép là hơn 200, gần 300 rồi anh em ơi. Nói chung là đồ đam chí mạng là cũng gấp đôi. Gấp đôi thì anh em đều biết đấy, nó to hơn cái sát thương phép từ chiêu thức rất là nhiều nếu mà mình chơi kiểu đồ vật lý. Anh nha, nhiều khi là mình cứ đánh thường, có khi là đau hơn đấy. Ok, có đồ phụ trợ rồi. Từ từ nha. Có chiều cuối này, chuẩn bị chơi này. Chơi này bạn ơi. Đó, ui bắn thường hơn 300 sát thương phép. Được cờ ló nha anh em ơi, được cờ ló nha. Thực ra con tướng Marja là tại sao bị anh em lãng quên, bởi vì điều đầu tiên đập vào mắt các bạn đó chính là xấu như ma. Cái điều thứ hai chính là cái bộ kỹ năng thì khống chế cứng CC không có. Rồi sốc đam cũng chẳng có luôn. Sát thương phép nó theo kiểu là đánh càng lâu càng khỏe, với càng nhiều nội tại thì càng khỏe, chạy càng nhanh, sát thương phép công phép càng cao. Đó, lượng công phép của Marja là một con tướng có lượng công phép cũng cao, có số má trong game cơ ba thì hiện tại rất là cao với cái công phép cộng từ nội tại. Và nói chung là lên phương phép thì cũng bình thường thôi, cũng chơi tốt. Nhưng mà chơi trước cái đồ này thì mình không nghĩ là chơi tốt đâu. Nói chung là chỉ trải nghiệm theo yêu cầu của anh em thôi, để xem thì nữa mình chí mạng cái đồ đam sát thương phép nó là bao nhiêu. Và chắc chắn là đam to hơn kỹ năng rất là nhiều rồi. Nếu nổ tầm 2k thì có vẻ là tuyệt vời. Nhưng nổ 2k thì cũng hơi khó, bởi vì con này công quản lý nó không cao. Ui, chí mạng anh em ơi, đó. Mình xài cái bảng ngọc 32% tốc đánh nha. Cái ngọc này thì chuyên dùng cho đấng Van Helsing, đấng Van Hên. Ngọc đỏ thì tốc đánh tỷ lệ chính mạng, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, ngọc lục là tốc đánh xuyên giáp phép. Đó, tốc đánh rất là nhiều. Nhưng mà anh em ơi, bình tĩnh thôi, yên tâm, có Marja, Marja gánh rồi nha. Đã làm gì mà đầu hàng sớm vậy. Buồn dễ sợ. Đang combo lên gánh và anh em ấn nút đầu hàng. Ok, lo được này, có chiều cuối rồi. Hay, chiều cuối xong là chết. Nếu vào chiều cuối thì dí sát tướng địch để câm lặng và gây sát thương phép này anh em ơi. Thực ra cái build đồ này thì phải đánh thường nhiều vô, nhưng mà cũng đừng quên là vẫn phải xài chiêu 1, chiêu 2. Chiêu 1 thì slow, đối địch cấu rỉa. Chiêu 2 thì cũng là cấu rỉa và hồi phục máu. Đó. Ở cái chiêu cuối là perfect rồi, nhưng mà có cái điểm mình không thích bây giờ là chiêu cuối, dùng chiêu cuối không đánh thường được. Nếu mà dùng chiêu cuối mà vẫn đánh thường được thì cái phong cách này quá tuyệt vời. Bây giờ dùng chiêu cuối thì dùng được chiêu 1, chiêu 2 thôi chứ không có đánh thường được. Chiều cuối thì nó giúp mình bất tử mà mình vẫn đánh thường được thì quá tuyệt vời. Rồi, AD cứ lang thang đâu nhở, nãy giờ cứ lang thang đâu nhở. Không về lên farm này. Để lên farm thì mình mới đi canh hỗ trợ team được chứ. Thủ mít kìa bạn ơi, thủ mít không bắt trụ mít kìa. Trời ơi. Mấy anh em chơi cái này chết, chơi cái này chết. Thôi về lên đi, về lên bạn ơi. Mà trận này mình thấy rừng rank cũng hơi kém, bởi vì thực ra rừng nếu trận đấu này cho mình rank ấy, đánh vị trí rừng thì mình sẽ không rank Joker, tại Joker rất khó. Rank rừng team bạn thì phải đợi rừng team bạn mất chiêu cuối cơ. Đánh Naudiel là vị trí mình thấy là hoặc là canh cá là dễ nhất, chứ cây rồi mấy con kia nó khó lắm anh em ơi. Ok, đòi chạy mình có tốc hành nha, mình có full nội tại chạy cực kỳ nhanh anh em ơi, đố đuổi được luôn. Thế hai bạn này múa, ui đổi múa là hồi máu này, bật chiêu 2 hồi máu này, với bận tầm ca máu anh em ơi đó. Đòi đuổi nó đuổi được kìa. Ôi rồi bài cũng ghê phết đấy, Ok, bây giờ sau khi có cái đồ xin giáp phép đầu tiên ý, thì mình sẽ lên full cái đồ công lý nha. Thánh kiếm, Quốc Hương Tàn, and cái lanh em ơi, để nó chí mạng siêu to. À, cũng có thể lên cái quỷ kiếm. Quỷ kiếm thì anh em thấy là nó là công lý nha. Công lý thì mình sẽ được cộng thêm đam tay, gây sát thương phép, và cái quỷ kiếm cũng có 25% hút máu phép. Đấy, thì tuyệt vời. Nói chung là tuyệt vời, quỷ kiếm hồi máu, trái chiêu hay đánh thường đều hồi máu. Nó tăng độ nhây cho Marja, nhưng mà cái phong cách này mình hơi mỏng, thành ra phải chọn những góc bắn chuẩn xác. Và đứng bắn thì cũng hết sức cẩn thận những cái pha sốc đam, lavo của Joker hay là dược phát thì bạn. Nói chung là phong cách thú vị cực kỳ luôn ý. Khó thì mới thử thách đúng không anh em ơi, khi mà khó thì anh em thử thách MobaViet, thì MobaViet nói chung là đam mê thì vẫn làm hết thôi. Nhưng mà thử thách nào nó cái tính chất nó hay một tí, nó cái độ đặc biệt một tí, nó cái thú vị một tí thì mình sẽ ưu tiên thực hiện trước. Còn những cái thử thách nó quá là ảo tưởng, quá là phi lý, quá là phi liên quân ý, thì thôi mình thực hiện sau nha. Khi nào cảm thấy là cuộc đời nó tự nhiên nó nở hoa, rồi thời tiết nó đẹp trời, cây cối đơm hoa lảy lộc thì có khi mình sẽ làm. Còn bình thường này thì chơi cái phong cách nó ok một tí anh em ơi. Ui đứng sấy này thì chết rồi, nhưng không sao, có mạng phát này. Ôi anh em thì thấy không được đánh thường, kỹ năng có một xíu sát thương thôi, hơi buồn. Thôi về thôi. Headman sóc đam thế này thì chết, cứ bắt Joker làm sao bắt được. Joker có chiêu 2 mà. Hay. Mày là Natalia nhiều sát thương nha. Ok. Ở đấy là ném chưa một Voover cũng có mạng. Không biết là có lo được hay không đây. Đang cố gắng hết sức để lo, nhưng mà tăng phết vào rừng team bạn thì cũng khá là khỏe rồi. Mà rừng team mình thì không ganh được phế quá. Công nhận Batman trận này khó đánh hơn các trận khác. Anh em pick con tướng Batman ấy thì Batman thì thực sự thì nó phải tùy trận đấu cơ. Trận đấu nào cũng đâu phải trận đấu nào cũng pick ok đâu. Phải xem là AD mới dùng mid team bạn, mid AD và nhất là AD và mid team bạn như thế nào. Và nếu mà mục tiêu dễ bắt thì mình sẽ khai thác vào vị trí đó để đục sâu và ra team dễ chơi. Ví dụ là team bạn là Naudiel thì thực ra nếu mà để Naudiel dùng chiêu 2 này chiêu thì rất là khó săn. Nên là phải đợi Naudiel dùng chiêu 2 xong và con Joker nó cũng phải dùng chiêu 2 xong thì Batman mới có thể là bắt dễ được. Chứ không là rất dễ bị outplay. Outplay là chết ngược luôn. Đừng bắt cây bạn ơi, đừng bắt cây, cây làm sao mà chết được. Ok, bây giờ bắt đầu có chí mạng rồi đấy. Sau khi có thánh kiếm là chí mạng bắt đầu cũng to. Nói chung là thực sự bây giờ anh em muốn vô Việt chơi những phong cách nó bình thường thì nó rất là bình thường. Nó không có gì là đặc biệt cả. Thì mình mới chơi những phong cách thú vị lạ đặc biệt như thế này để anh em xem và trải nghiệm. Chứ không khuyến khích anh em học theo nha. Ok. Ui, ăn được con cá được 800 vàng liền, cá quá xanh luôn. Ui, chí mạng gần chết rồi kìa. Chí mạng lên người bây giờ hơn 1k, đánh thường là hơn 1k. sát thương được kỹ năng cũng tầm hơn 1k một tí. Nói chung là cái phong cách này phải đánh thường nha, đánh thường. Đấy, gặp mấy ông AD sốc đam cái kia cũng mệt phết đấy. Và cái chiêu cuối của mình chỉ dùng một lần thôi. Ok, và cái đồ nữa là mình full đồ nha. Chí mạng bây giờ là 1k3. Nói chung là phong cách này mình thấy đánh không sướng bằng Kali, nhưng mà con này là có cái nhiều cái chiêu thức hơn Kali. Đó, chiêu cuối, đặc biệt chiêu cuối. Như là sau mình áp sát đánh thường, cái tầm bắn của mình nó hơi ngắn, nhưng mà những cái pha lavo thì mình cũng có chiêu chạy, chứ con Kali là khó chạy lắm anh em ơi. Ui đánh, ui chí mạng, ui anh em ơi, ui trời ơi, chí mạng còn hơn K5 nha. Ui đòi chạy, ôi đòi chạy đánh thường, ôi không chí mạng, điền thế nhở. Ôi giời ơi, để thanh niên chạy quả hơi buồn, hơi ngào. Ôi chơi luôn. Ôi lật kèo anh em ơi, lật kèo. Ôi chóng ghê phết nhở, mình có chụp cuối này. Đồ rồi, từ thắng xông lên đi chơi, còn đợi cái gì nữa. Mình hồi phục máu kém quá anh em ơi, hồi phục máu hơi kém. Phải có mỗi chữa 2 hồi máu thôi. Nếu có khi là mình lên cái quỷ kiếm đi, hồi máu sướng hơn, đánh thường hồi máu và dùng kỹ năng hồi rất nhiều máu nha. Bây giờ có mỗi Joker này. Còn thì mình cũng không có người đẩy trụ. Ok, Joker để mình noi nha. Ôi cả cây S bùa đỏ hay thế nhờ. Ôi chỉ bị chiêu cuối này. Chiêu cuối này. Biết ngay mà. Vào cái mặt ra tính chiêu cuối mà. Ok, chí mạng bây giờ là K6 nha anh em ơi. Nói chung này vẫn chưa được 2k. Ok, tí nữa mình sẽ bán cái giày đi để thử xem là hơn 2k hay không. Đó, các bạn thấy chưa? Lo được luôn. Gánh tin là dễ. Bắn lên người lao đi ao, đánh phát nào thốn phát đấy, không dám bay luôn. Nhưng mà cây hơi trâu nha. Cá này. Mà bây giờ thì mình hình như là phải có cái đồ kháng hiệu ứng bắn cây hay bắn cá thì nó mới dễ. An toàn đi các bạn ơi. Ủa sao lại chạy lên đấy? Thôi bỏ đi. Chơi Nariel này. Có chiếc cuối nha. Ôi bay vào tường kìa anh em ơi. Ui sao không đánh thường được? Ui đang chạy chiêu không đánh thường được các bạn ơi. Đừng đánh thường rồi phát chết, tao dùng chiêu cuối chạy hợp lý hơn. Mình lại dùng chiêu cuối lên dí thành ra không đủ sát thương. Đó. Chiêu thức quá ít sát thương, tính sai quá sai luôn rồi. Ở thế này có khi lại không gánh được tim rồi. Buồn quá anh em ơi. Buồn dễ sợ luôn. Bạn top là hơi phế. Không, bạn ấy rất là phế. Chơi VDS mà phế này thì không hiểu luôn đang giao thủ cái gì đấy các bạn ơi. Chơi thế này thì chớt nha. Có khi thua luôn này. Mình 9 giây nữa mới ra rồi. 2 đường luôn rồi. VDS thì chắc là ôi bạn ơi. Tang rồi. Ôi, cố gắng thủ được nha. Càng phết nhỉ anh em ơi. Đó. Đánh thường lên cây thì cây có cái huân chương choi, không được bao nhiêu. Ôi, đánh thường cá thì đã hơi to nha. Đánh thường lau đi ao thì lại to hơn. Trời ơi, cong ngông lên mà gánh mà không biết có được hay không đây. Mà chí mạng cũng chỉ dừng K5 K6 thôi. Cây này. Lính này. Vào đây. Chí mạng cho lại combo mà chạy quả cầu băng xương. Ui có cái chiêu 1 chạy nhanh quá. Nhưng mà 1 hit nữa thôi là chết rồi anh em ơi. Vàng mình cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là phong cách trải nghiệm nên là mình sẽ lên theo kiểu là để xem bao nhiêu đam chí mạng thôi. Chứ thực ra trận đấu này thì cũng cố gắng hết sức, thắng thì được, thua thì cũng được. Không đến nỗi nào. Ok, nên cái đồ giảm hiệu ứng nha. Đao chiêu hồn tăng thêm công một lý để tăng thêm chí mạng. Công bây giờ là hơn 600 rồi. Nhưng mà thua cái đồ kia cơ anh em ơi. Thêm cái hiệu ứng nhưng mà công một lý thua cái đồ phụ trợ. Ui đánh thường rồi. Chí mạng hơn 600 vẫn để chạy. Buồn quá anh em ơi. Không giết được tướng địch. Mình không sợ sát thủ tiếng bạn lao vô đâu. Đó, được rồi, được rồi. Rồi nhưng mà lui thôi, lui thôi. Đã được một mạng thì cũng chết thì làm cái gì. Rồi, rồi, rồi. Ui, ui, bắn trưởng do cơ sao đau thế nhở. Ơi, thủ thôi các bạn ơi, thủ thôi. Ok, mình có khi mình bán cái giày đi anh em ơi. Bán cái giày thử đam thế nào nhỉ. Bán giày lên cái lanh nhở. Bắn cái giày lên cái lanh anh em ơi. Thử xem là bắn thường nó đam to thế nào. Đó, đã thử cái nào. Úi, úi, úi. Ơi, tình ấn chiều cuối nhưng mà chậm quá anh em ơi. Thành ra bị sốc đam chết. Đồ quá mỏng. Ok, có lẽ thì trận đấu thì cũng đến hết rồi. Pha cuối game hơi lỗi. Thành ra là vẫn không gánh được team. Mà có đánh chuẩn thì cũng không gánh được luôn. Vì team chết nhanh quá. Ok, và video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.